Nếu em đã nói gì hai đứa con mà tiếp tục cuộc hôn nhân này thì phải dằn mặt con Tiên để cho nó biết vị trí nó là ở đâu. Em dù sao cũng là vợ chính thức, còn nó mãi chỉ là bồ nhí không danh phận, không được để nó lộng hành ở công ty. Con hồ ly đó thấy vậy chứ không đơn giản đâu. Từ bây giờ em phải bắt đầu đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của ba mẹ con em đi. Đừng để nó trở thành bà Đào thứ hai, có biết chưa? Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin cảm ơn. Sam nắm cũng lớn rồi, em có tính đi làm lại không? Mẹ chồng em không muốn em đi làm lại. Mẹ sợ lỡ có chuyện gì em sẽ giống như chị Vi vậy. Cái bà đó không lo dạy dỗ con trai của mình, suốt ngày lấy bụng ta suy bụng người. Thôi mà chị Hai, em không đi làm cũng được, chỉ cần gia đình yên ổn thôi. Buông ra coi. Trời, đã chót bị vu khống thì sao không đánh cho đã tay? Nè, đang đóng vai thỏ ngọc ngây thơ thì diễn cho chót, chứ đừng có vội chuyển sang hồ ly chính đuôi như vậy, mất hứng lắm. Bà bị điên rồi hả? Bà mà còn hành hung người khác đừng có trách tôi nha. Nha. Dựng làm gì tôi? Tôi báo công an đó. Báo đi. Hai cái bạc tay cùng lắm thì chị bị phạt hành chính. Công an tới đây điều tra, trích xuất camera ra nè, coi chị em tôi có hành hung hay đánh đập gì cô Tiên không. Cô Tiên ha. Có anh ở đây, không có gì phải sợ. Không ai dám làm gì em đâu. Thấy anh đang chạy truyền thông cho sản phẩm mới là gia đình hạnh phúc, ấm mãi tình thân. Đứng ở đây ôm ấp như vậy, khách dự tiệc mà thấy, chắc phải đổi lại là gia đình bất hạnh, ôm mãi tình nhân thì mới hợp với Trịnh Hoàng đó. Rốt cuộc là mấy người muốn cái gì? Còn cô nữa, muốn làm xấu mặt gia đình hả? Sao cứ sợ sợ cứ nghe lời bà kiếm chuyện với tôi hoài vậy? Hả? Tôi là chị hai của nó, nó phải nghe lời tôi thôi. Em gái tôi phải có mặt mũi ở công ty thì tôi mới có thể cho Trịnh Hoàng mặt mũi được chứ. Bà Vi đó rất dị ứng với chuyện ngoại tình, mất đi một nhân viên và mất đi một đối tác lớn, cái nào thiệt hại nhiều hơn? Em rể tự quyết định đi. Mặt đỏ hết rồi, về nhà nghỉ đi. Nghe lời anh, đi về đi. Hai à, hôm nay tới đây đủ rồi. Còn chuyện ở công ty chị cứ kệ đi. Nếu em đã nói gì hai đứa con mà tiếp tục cuộc hôn nhân này thì phải dằn mặt con Tiên để cho nó biết vị trí nó là ở đâu. Em dù sao cũng là vợ chính thức, còn nó mãi chỉ là bồ nhí không danh phận, không được để nó lộng hành ở công ty. Con hồ ly đó thấy vậy chứ không đơn giản đâu. Từ bây giờ em phải bắt đầu đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của ba mẹ con em đi. Đừng để nó trở thành bà Đào thứ hai, có biết chưa? Dạ, em biết rồi. Anh Bách cũng đã nghe lời chị, đuổi cô Tiên đó về rồi. Thôi đi chị Hai, mình vô trong nha.